Ở video trước, Toga đã mở một cửa hàng của tên là Shop Toga và được rất là nhiều người ủng hộ. Wow, hôm nay nhà hàng của Toga vẫn rất là đông khách như là mọi khi. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng bỗng có một tên đầu bếp xấu xa đã xuất hiện. Cửa hàng này phải là cửa hàng. Hello quý khách có muốn vô đây ăn không? Tôi mời quý khách vô shop của Toga nè. Ông này cũng giống như là một người đầu bếp vậy mọi người. Người nói đúng rồi đó, và bây giờ ta sẽ làm chủ nhà hàng đây. Cái gì chủ nhà hàng? Tôi mới là chủ nhà hàng mà. Nếu người không chịu đưa ta cái nhà hàng này thì thuốc thu nhỏ. Nó như đang biến nhỏ vậy mọi người. Trời đất ơi, sao người đàn ông lạ mặt này là biến nhỏ mình như vậy? Rốt cuộc ý định của ông là gì hả? Ý định của ta chính là đá người ra khỏi nhà hàng rồi. Út ra khỏi nhà hàng này. Cái gì? Ông là gì? Ông đá mình bay ra khỏi nhà hàng luôn rồi. Trời ơi. Ui da, trời ơi, đó là nhà hàng của tôi mà. Quan trọng là bây giờ mình nhỏ có chút xíu mà mình chỉ như một con kiến thôi à. Bây giờ ta phải đổi màu nhà hàng đây thôi. Đổi màu nhà. Trời ơi, cái căn nhà hàng của mình đã bị ống sơn lại thành màu đỏ với màu đen luôn rồi. Nhưng mà shop Toga thì sao? Ta sẽ đổi tên thành shop đầu bếp xấu xa. Chà. Thì ra thì chính là một ông đầu bếp xấu xa. Ông muốn hả lấy cái nhà hàng Toga của tôi. Các bạn là tức thiết chứ mà. Mình phải vô giành lại cửa hàng của mình mới được. Rồi, con chó xấu xa nhớ canh cửa hàng của ta nghe chưa? Nhìn nó ghê quá vậy. Một con chó đen thùi lùi mà còn mắt đỏ nữa hả? Hello, đừng có cắn tao nha Kiki. Ngoan nha, ngoan nha. Nó không thấy tôi. Nó thấy tôi rồi. Hello. Chạy thôi, nó cắn tôi kìa. Nó cắn tôi. Nó canh cái cửa hàng mất tiêu rồi. Cửa hàng đó thuộc về mình. Mình không thể để ông ta cướp một cách trắng trợn như vậy được các bạn. Các bạn có ủng hộ Toga làm điều đó không? Thì đừng quên comment bên dưới và like và bấm subscribe thiệt là nhiều cho Toga nha. Tôi nói mạnh miệng vậy thôi nhưng Toga đâu có biết phải làm gì đâu. Tôi nhỏ xíu như thế này làm sao mà làm được. Thì có một bạn fan vừa comment là: anh Toga ơi, nếu anh nhỏ thì anh hãy làm cửa hàng tí hon đi. Nghe cũng hợp lý quá. Cảm ơn em nha. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ mở một cửa hàng mini tí hon luôn. Tôi thấy chỗ này có vẻ hợp lý. Để tôi đào ra các bạn. Tôi đào ra nè. Mình sẽ lấy cái bãi đất nhỏ này làm một cái cửa hàng. Cần đập mấy cái cỏ này đi là được rồi. Đập nè. Wow, đây rồi. Mình đã hả đào hết chứ những cái cỏ chỗ này cho cái phần này nó sạch sẽ, nó rộng rãi đi rồi coi. Bên này còn có mấy cái ván gỗ người ta đã bỏ đi rồi này các bạn. Hay là mình dùng những thứ bỏ đi này để mình lắp ráp nó lại xem thử coi nha. Mình sẽ lắp lại thành một cái cửa hàng tạm đã để mình có thể xây lên một cái cửa hàng tí hơn nào. Mình đã lắp ráp lại tất cả mọi thứ từ những cái gỗ người ta bỏ đi đó trở thành một cái cửa hàng, một cái nhà hàng. Nhìn nó có vẻ hơi sập sệ một chút nhưng mà không sao các bạn, mình đang khởi đầu lại từ đầu mà. Có công mài sắt có ngày nên kim, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại từ đầu thôi. Bây giờ mình xây xong cái cửa hàng rồi thì mình phải có cái gì để mình bán thì mình mới có thể kiếm tiền được chứ, đúng không mọi người? Bán cho ai bây giờ? Có ai nhỏ như mình đâu mà tiếng của ai kêu đói bụng vậy cậu? Hình như đây chỉ là những con kiến đúng không mọi người ơi? Hai người có phải là kiến không vậy? Có gì ăn không chị? Tôi đói bụng quá. Tụi ta là những con kiến quá đói bụng. Đợi tôi một xíu, tôi sẽ đi lấy đồ về, tôi sẽ cho mọi người, tôi sẽ bán cho mọi người. Đợi xíu nha mấy chú kiến ơi. Được rồi, okay. Tôi đã tìm ra được mặt hàng mà tôi sẽ bán rồi các bạn ơi. Đi lẹ nào. Mình sẽ tới nhà dắt VN để thu hoạch một số cái mía đường nè các bạn ơi. Tại vì con kiến nó rất là thích ngọt đúng không các bạn? Mình sẽ chế tạo những cây mía này thành đường rồi mình sẽ bán cho những con kiến các bạn để mình có thể mở một cái cửa hàng. Bây giờ đợi tôi một chút xíu. Sắp rồi bây giờ đợi tôi hả chế tạo ra những cái mía này thành đường một cái rồi tôi sẽ bán cho người. Gọi biết rồi bây giờ mình cần một cái bàn chế tạo đã các bạn à. Mình đã có một cái bàn chế tạo mini rồi nè các bạn. Trời đất ơi, bình tĩnh mấy chú kiến ơi. Được rồi, bây giờ sau khi đã có một cái bàn chế tạo siêu nhỏ, mình sẽ chế tạo ra những cái thứ này trở thành đường nhờ từng cái mía đường này đó. Được rồi, và mình đã thu thập được 13 miếng đường. Hai người ơi, hai người đói bụng đúng không? Và đây chính là đồ ăn của hai người nè. Yeah. Được rồi, đồ ăn của hai người nè. Mỗi người một cục đường nè, mỗi người một cục đường nè. Ăn đi. Trời ơi, cảm ơn nha. Khoan, hai cái chú kia là trời đất ơi, mua hàng gì mà không có trả tiền gì hết trơn vậy? Phải trả tiền nữa. Ủa gì hả? Cái gì? Đồng xu kiến à? Đâu cũng được. Ôi trời ơi, thì ra kiến nó cũng có đồng xu này luôn hả các bạn? Thôi cũng được, cảm ơn hai người. Trời đất ơi, vui tí các bạn ơi. Đó chính là những vị khách đầu tiên mà Toga đã bán được và mình đã kiếm được 2 đồng xu kiến rồi nè mọi người.
Để xem còn vị khách nào tới đâu. Chỗ có đồ ăn ngon lắm nè. Trời đất ơi, sao bây giờ xuất hiện ba con kiến luôn vậy trời ơi. Ta giới thiệu tới đó bạn của ta. Chú kiến này sau khi ăn cái đường của tôi xong thấy ngon lại dắt những cái người bạn tới ăn. Trời ơi, đúng là cảm ơn chú kiến nha. Ta muốn ăn một thứ gì đó ngọt ngọt. Mình sẽ cho chú kiến nó ăn cái miếng đường hồi nãy là được cái gì đây. Một miếng đường dành cho chú kiến mập nè. Không đủ với ta. Muốn ăn gì đó nhiều hơn nữa. Chết rồi trời, mình chỉ có cái cục đường đó thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhiệm vụ tiếp theo của mình kìa các bạn ơi, chế tạo một món ăn mới à. Nhanh lên, đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, trời chú kia là dữ quá. Bây giờ mình sẽ phải chế tạo một món mới các bạn à. Và đây chính là công thức để chế tạo một cái bánh kem các bạn. Chúng ta cần hả ba cái là ly sữa nè, cần hai miếng đường, một cái trứng gà, rồi mấy cái cục lúa mì nữa các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm thôi. Ba chú kia đợi chút xíu nha, đợi chút xíu nha. Ok, biết rồi. Trời ơi, mình phải nhanh lên các bạn, nếu không mình sẽ mất khách đó mọi người à. Mình cần kiếm sữa rồi, không biết trong nhà chị Nabi có không. Ủa, chị Nabi đang làm cái gì vậy? Mình sẽ cất sữa vô tủ lạnh thôi. Cái gì? Vô coi. Đúng như mình nghĩ của chúng ta, có hai ly sữa bò nè. Trời, cảm ơn chị Nabi nhiều nha. Thứ tiếp theo chúng ta cần đó chính là một quả trứng gà các bạn ơi. Dắt nó vừa đem một chú gà nuôi về kia các bạn, và dắt nó đang chờ con gà để trứng. Bây giờ mình cũng cần quả trứng đó các bạn à. Gà để trứng rồi. Mình sẽ lấy quả trứng đó. Trời ơi, cảm ơn dắt nha. Ôi được rồi, lậm trứng chạy thôi. Ôi sao trứng mất tiêu rồi. Có gì lậm vậy? Con kiến. Con kiến chạy rồi. Trời ơi, mình đã có quả trứng rồi. Lấy lên. Tiếp theo mình cần là lúa các bạn, nhưng mà biết kiếm ở đâu bây giờ? Trồng lúa nào? Mình sẽ đi vô nhà nước mình xin một chút xíu lúa nha. Được rồi, lấy một chút lúa đây coi. Ui, lúa quá trời luôn nè mọi người, lúa quá trời luôn nè. Ủa, cảm ơn ai đào lúa của mình mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, bị phát hiện rồi. Con chuột chạy lẹ. Đó bụng quá, nhanh lên ơi. Trời ơi, con kiến, rồi, mấy chú kiến đợi. Nãy giờ chúng ta sẽ đặt ba cái ly sữa ở lên trên cái bàn chế tạo, sau đó mình sẽ đặt một quả trứng ở giữa, hai cái miếng đường hai bên, và cuối cùng đó chính là ba cái miếng hả. Cuối cùng ở dưới là chúng ta có được một cái bánh kem rồi. Cho tôi ăn đi. Ok, được rồi. Ở đây của mấy người đây, bánh kem khổng lồ của mấy người đây. Được rồi. Bây giờ giá là 5 đồng nha. Ui, 5 đồng hả? Vậy ta sẽ đưa nè. Cảm ơn mấy chú kia. Chúc mọi người ngon miệng nha. Có gì lần sau ghé nữa. Trời, ăn hết bánh kem rồi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ cất số tiền mình kiếm được bây giờ là 7 đồng xu kiến rồi các bạn ơi. Yeah, mình kiếm được quá trời tiền luôn rồi. Cái này là cái gì đây? Ui kìa, wow, hình như có khách đây nè. Ôi, hello quý khách, đây chính là cửa hàng bán đồ ngọt. Hả kìa, ui, đây không phải là những chú kiến nữa mà là những con châu chấu luôn coi. Mấy cái đám cỏ ở đây của ta đã mất tiêu rồi. Người dám phá thức ăn của ta, ta sẽ cắn. Hả kìa, ôi, đừng ba, mình sẽ nói trời ơi. Ôi trời, mình đâu có phá thức ăn ra để tụi tôi kiếm lại cho mà. Ai đã phá cho này ta? Ai da, cái gì vậy, mấy con châu chấu này, nó phá nhà hàng của tôi rồi. Ai không được trời ơi. Mấy con châu chấu nó phá nhà hàng của tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi, mình cần sự trợ giúp các bạn ơi. Nhiệm vụ mới của mình đó chính là phải bảo vệ nhà hàng. Hình như đằng kia là dắt viên. Đây là nhà hàng của tôi gà mà sao nó biến thành nhà hàng vậy rồi? Chết rồi, Giác ơi, đừng có đi vô đó. Đó chỉ là cửa hàng xấu xa đó. Trời ơi, dắt đi vô trong rồi. Thì ra là ngươi là bạn của tôi gà hả? Biến nhỏ nè. Giác có bỏ vậy? Ôi không. Trời ơi, Giác ơi, có sao nè? Ôi kìa, trời luôn, Giác bị đá đít bay ra như mình lúc đầu luôn rồi các bạn. Ôi trời, Giác ơi, Giác có sao nè? Giác ơi, tôi ở đây nè. Ủa sao nhỏ xíu vậy? Tôi bị cái tên xấu xa nó cướp nhà hàng xong rồi nó biến tôi nhỏ tí tẹo như vậy nè. Trời ơi, tôi cũng bị luôn rồi, vậy sao để tôi gà? Không sao đâu Giác ơi, bây giờ tôi đã mở một cái nhà hàng mới có tên là nhà hàng tí hon của tôi gà tí gì. Bây giờ tôi cần ông giúp nè, bây giờ ông đi theo tôi đi, nhanh lên. Okay, tôi cần okay. Sự hỗ trợ của Giác VN này các bạn ơi. Châu chấu nó đang phá nhà hàng của tôi kìa ông. Ôi, ơi, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, nó phá nhà của tôi kìa. Hả? Bây giờ mình dùng cái bình xịt côn trùng đi. Chắc có một cái bình xịt côn trùng. Ý hay rồi Giác ơi. Rồi, mấy con châu chấu kia đánh ra, xịt bên đây. Rồi, qua đây. Trời đất ơi, mấy con châu chấu nó chạy mất tiêu rồi kìa các bạn. Thôi may quá, cảm ơn Giác nhiều nha. Đúng rồi, Giác có muốn gia nhập vô nhà hàng tí hon của tôi luôn không nào? Giác đã trở thành thành viên của cửa hàng tô gà rồi. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải sửa chữa cái cửa hàng này các bạn. Giác ơi, phụ tôi một tay nha. Mình đã sửa sang lại cái nhà hàng của mình rồi nè các bạn. Bây
giờ nó đã rất là đẹp luôn. Vậy là bây giờ nhà hàng Tí Hon của mình đã được nâng cấp rồi các bạn, và mình có thể có thêm nhiều khách hàng và bán thêm nhiều hả những cái món ăn chất lượng cho mọi người nữa. Giờ chúng ta còn phải kiếm thêm bàn ghế nữa đi Tô Ghệ để cho nhiều kiến tới ăn. Kiếm thêm bàn ghế hả, cũng là một ý hay đó mọi người. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thêm bàn ghế nào. Có bàn ghế rồi nè Dắt ơi, có bàn ghế rồi nè Dắt ơi. Đúng rồi, tôi đã lắp mấy cái miếng gỗ thành một cái bộ bàn ghế cho Dắt coi nè. Đó, đây chính là một bộ bàn ghế Tí Hon nè Dắt ơi. Lên ngồi thử coi Dắt ơi, lên ngồi thử coi đã. Chúng ta lên ngồi thử đó, hai chú kiến có thể ngồi đây ăn này, hợp lý hợp lý. Được rồi, bây giờ để tôi đặt thêm vài cái bộ bàn ghế nữa cho nó đông khách nha. Wow, nhiều khách hàng có thể tới đây rồi đó các bạn à. Nhà hàng Tô Gà Tí Hon chính thức được khai trương trở lại. Wow, Dắt ơi, chuẩn bị tinh thần kìa, sắp có khách tới kìa, sắp có khách tới. Wow, khách tới kìa, khách tới kìa, khách tới. Ôi trời ơi, khách nhảy vào, mấy chú kiến vô ăn đông quá. Được rồi, mọi người ngồi vô vị trí, ai cũng có chỗ. Ôi trời ơi, khách đông quá trời luôn các bạn ơi. Nhìn số tiền của tôi này các bạn, nhìn này, tiền của tôi nó tăng lên quá trời luôn. Trời ơi, giờ mình kiếm nhiều tiền quá, giờ mình làm gì bây giờ? Trời đất ơi, Dắt biết phải làm gì rồi đó. Bây giờ tôi đã kiếm được rất là nhiều đồng tiền kiến. Bây giờ mình sẽ dùng chính những cái đồng tiền này để thuê lại, nhờ những chú kiến này giúp đỡ mình giành lại cái nhà hàng kia của mình Dắt à. Ôi hay quá vậy Tô Gà. Mình có thể tạo ra một binh đoàn kiến luôn. Mình sẽ giành lại cái nhà hàng thực sự của mình ở bên kia mọi người à. Được rồi, những chú kiến của tôi ơi, tập hợp lại đây. Bây giờ các bạn hãy qua cái nhà hàng màu đỏ của bên kia của cái ông đầu bếp xấu xa và hả xử lý ổng cho tôi nha. Wow, binh đoàn kiến thiệt là đông đảo quá nè các bạn. Đi vô cái cửa hàng rồi kia các bạn. Wow, tuyệt vời tuyệt vời. Có lên nào, có lên nào. Trời ơi, sao kiến nhà hàng ta nhiều quá vậy. Rồi 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 rồi, ai bảo ông lấy hả nhà hàng của tôi chi. Không biết sao rồi nữa coi. Ta ra mấy con kiến rồi. Trời ơi, các bạn nhìn kia, nguyên đàn kiến đã bắt cái ông xấu xa đã hả lấy trộm nhà hàng của tôi luôn rồi kìa. Mấy chú kiến ơi, hãy đưa ông đi chỗ khác đi mấy chú kiến ơi. Trời ơi, tạm biệt nha. Ta sẽ trả thù. Trời đất ơi, tôi sẽ đợi ông. Bây giờ tôi sẽ cho ông về cái nhà hàng mini của tôi đó. Trời, mấy chú kiến đưa ông đi luôn rồi kìa các bạn ơi. Bây giờ nhà hàng này đã là của mình trở lại rồi các bạn ơi. Yeah, yeah. Trước tiên chúng ta phải từ từ để chúng ta phải biến lớn trở lại. Sau đó chúng ta đưa cái nhà hàng này về ban đầu các bạn à. A few moments later. Mình đã biến cái nhà hàng mình trở lại thành shop Tô Gà và đúng màu của mình đó Dắt. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái nhà hàng để lấy cái thuốc giải để đưa tụi mình trở lại bình thường này Dắt ơi. Vô nhanh lên, okay. nhanh lên. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tin nhờ. Và các bạn thấy nhà hàng Tí Hon của tôi đã như thế nào, đó đã giúp tôi lấy lại được cái nhà hàng bự này. Và các bạn thích nhà hàng nào hơn, thích nhà hàng Tí Hon hay là nhà hàng bự như thế này, đừng quên comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye mọi người. Bye bye.